Vâng, em Loan chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương xin nhiệt liệt chào mừng quý anh chị và các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Loan. Và tiếp tục trong ngày hôm nay, vẫn là đầu tháng 5, em lại quay cho các bác xem một cái mẫu xe Chevrolet Captiva được sản xuất năm 2008 nhé. Và ở cái mẫu xe này được là xe số sàn máy xăng với giá bán là 260 triệu đồng, sản xuất 2008 nhé các bác nhé. Và xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em Loan qua số điện thoại 0976081699 để được sở hữu như là tư vấn rõ hơn về cái mẫu xe Chevrolet Captiva 7 chỗ này nhá. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết tổng thể nội ngoại thất của cái mẫu xe Captiva này cho các bác cùng tham khảo qua, cũng như là muốn chốt sớm chiếc xe này thì liên hệ với em Loan nhé. Và để xem xe cũng như là sở hữu tư vấn rõ hơn về cái mẫu xe này. Và bây giờ các bác cùng hướng về màn hình để xem cái mẫu xe Chevrolet Captiva này. Bây giờ em sẽ quay chi tiết tổng thể cái mẫu xe này nhé. Vâng, trước màn hình của chúng ta đây là cái mẫu xe 7 chỗ Chevrolet Captiva, số sàn máy xăng, được sản xuất năm 2008, với giá em đang chào bán tại cửa hàng là 260 triệu đồng. Thì xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương và liên hệ với Loan qua số điện thoại 0976081699. Và trước khi đi vào video này, em cũng mong các bác đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, like kênh và bật nút chuông thông báo để tiện theo dõi những cái mẫu xe em cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. Em xin dành cảm ơn. Và đây là một cái mẫu xe 7 chỗ rất là đẹp nhá, form dáng rất là đẹp. Ở cái mẫu xe này tiêu hao nhiên liệu đâu đó tầm từ 9 lít rưỡi 10 lít gì đó, so với đi đường được trường nhá. Một cái dòng xe này mà về đi gia đình, các bác mua về chạy gia đình hay là dịch vụ thôi cũng rất là hợp lý, vì cái form dáng rất là đẹp so với cái dòng Innova nhá. Và ở cái mẫu xe này thì rất là chắc chắn. Lát em sẽ quay cái phần gầm bệ cho các bác cùng xem, hay cũng có thể là cái máy móc nữa. Ở chiếc xe này thì trang bị túi khí, phanh ABS, gương kính chỉnh điện và gương tích hợp xi nhan gương nhá. Phanh ABS 4 bánh ạ. Đây, hai bánh sau đây ạ. Bánh sau nhá. Và dàn nốt của chiếc xe này tương đối mới. Tương đối mới nhá. Đó. La răng đúc bản to nguyên bản, la răng đúc 6 chấu nguyên bản theo xe. La răng đúc nguyên bản nhá. Đây, tích hợp xi nhan gương. Nói chung mà cái mẫu xe này rất là đẹp ạ. Xe không lỗi nhá các bác nhá, xe không lỗi. Đây. Tôn vỏ rất là mỏng, không hề có hiện tượng là bả matit nhá các bác nhá. Này. Tay cầm được mạ chrome, tay cầm được mạ chrome. Rất là sáng, nó tạo cảm giác cho một cái chiếc xe rất là sang. Và màu bạc nguyên bản các bác nhá. Đó. Và ở cái rìa cánh cửa cũng như là những cái chi tiết nhỏ trên chiếc xe này thì được chủ xe đã mạ chrome rồi. Nhìn xe rất là sáng. Và để bảo vệ cái lớp rìa cửa bên ngoài của chiếc xe này. Và form dáng còn nguyên form dáng xe nhé, không hề có hiện tượng móp méo gì cả. Xước xát bên ngoài, chảy xước bên ngoài thì không tránh được đâu ạ. Đó. Là một cái dòng xe SU 7 chỗ rất là phù hợp cho việc nhà bác nào có đông người nhá. Đông người chở rất là phù hợp, một cái form dáng rất là đẹp. Và đèn hậu, nói chung là tất cả những cái đèn trên chiếc xe này là đèn nguyên bản theo xe. Đèn nguyên bản theo xe nhá. Đây. Và có hệ thống màn hình cam lùi hết rồi nhá các bác nhá. Màn hình cam lùi rồi. Đây. Em mở luôn cái phần cốp cho bác xem nhá. Cốp xe đây ạ, rất là sạch sẽ. Và chúng ta ví dụ có trẻ con thì chúng ta có thể giải một cái chiếu nhỏ ở đây. Ví dụ đi đường xa có thể nghỉ tại ở cái hàng ghế cuối cùng này. Rất là rộng rãi sạch sẽ. Và mở chiếc xe này ra, bên trong nó là nội thất nguyên bản theo xe các bác nhá. Nội thất da nguyên bản màu ghi vàng. Rất là đẹp, bước vào cảm giác như rất là sang trọng ạ. Màu da nguyên bản theo xe. Nói chung là rất là sạch sẽ. Một cái chiếc xe gia đình. Rất là đẹp. Xe này thì xe không chạy dịch vụ rồi các bác nhá, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Cái mẫu xe này rất là đẹp. Rất là sạch sẽ, trần nỉ và thảm nỉ luôn nhá. Thảm nỉ. Đó, một cái mẫu xe rất là đẹp các bạn. Một cái mẫu xe rất là đẹp nhá. Mà chỉ 260 triệu đồng thôi thì chúng ta lại sở hữu ngay một cái mẫu xe 7 chỗ Captiva 2008. Về đi gia đình rất là phù hợp.
Đèn, cụm đèn nguyên bản cho xe nhé các bác nhé. Cụm đèn nguyên bản cho xe đấy ạ. Đây, sơn xi đây. Và những chỗ xước sát thì em làm rồi nhá các bác nhá. Các bác về chỉ phải chạy thôi, không phải làm bất cứ gì đâu ạ. Đó. Phanh ABS 4 bánh và dàn nốt tương đối là mới. Và sau đây em sẽ đi vào cái phần tổng quan, cái phần nội thất của cái chiếc Captiva này cho các bác cùng xem nhé. Đây, xe thì order là 16 vạn nha các bác nhé, 16 vạn. Và màn hình này ạ, màn hình có cam lùi đầy đủ rồi. Và điều hòa rất là mát. Và một chiếc xe rất là nhẹ, lái rất là nhẹ. Lái rất là nhẹ nhá. Đây xe đây. Một cái mẫu xe mà chủ xe đi rất là giữ gìn. Đây là cái tắp đi tắp nô đây ạ. Đời 2008. Mà cái độ sần, độ vân sần của cái nhựa của chiếc xe này này rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp nhá. Và đây trần nỉ nguyên bản theo xe. Đây cũng là thảm nỉ đấy ạ. Thảm nỉ nguyên bản đấy ạ. Thảm nỉ nguyên bản nhá. Mà còn đẹp như thế này ạ. Nói chung là côn số hay là phanh thì còn cái độ vân sần rất là nhiều. Sần rất là nhiều. Đó, tất cả những cái chi tiết trên xe này là hoàn toàn nguyên bản. Đây nội thất thì nội thất nguyên bản của họ nhá. Nói chung là một cái da xịn. Nên là qua thời gian sử dụng thì nó có hiện tượng là rạn nứt nhưng mà không hề rách như các bác nhé. Đây này, đây là hiện tượng rạn nứt thôi. Nhưng mà các bác đổi lại là một cái mẫu xe nó là một cái nội thất da xịn nguyên bản. Và nếu các bác là muốn đẹp hơn thì cũng có thể là thay một cái bộ ghế da mới tầm mấy triệu thôi thì cũng đẹp hoàn hảo rồi. Rất là đẹp rồi. Đó, hệ thống gương kính chỉnh điện. Tích hợp sinh nhan gương. Keo chỉ đây. Keo chỉ zin nha các bác nhá. Keo chỉ zin đấy ạ. Keo chỉ zin 100% của nhà sản xuất chứ không phải là keo chỉ lại làm lại đâu ạ. Đây. Em quay rất là chi tiết những cái bộ phận nhỏ như là những cái con ốc của chiếc xe này. Thì các bác cũng biết là cái độ đẹp, độ chất của cái chiếc xe Captiva 2008 này rồi. Qua thời gian sử dụng mà chủ xe vẫn giữ được cái chất xe như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Và hiện tại cửa hàng em là còn 3 chiếc Captiva, 2 chiếc màu bạc. Một chiếc này là 2008 và một chiếc màu bạc 2007 và một chiếc màu vàng cát 2007 nha các bác nhá. Đó. Cái nội thất thì rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Và gầm bệ của chiếc xe Captiva này rất là chắc chắn nhá, gầm bệ rất là chắc chắn không hề mục mọt đây ạ. Các bác nhìn này, và lốp sơ cua đây, lốp sơ cua rất là mới. Lốp sơ cua rất là mới nhá. Đó, các bác nhìn chưa ạ? Nó sụp vua rất là mới. Và để biết rõ hơn về cái chiếc xe này thì các bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0976 081699, em Loan ô tô cũ Kinh Môn. Và xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương nhé. Và đây là cái video em cũng quay cũng khá là chi tiết tổng thể vào cái mẫu xe Captiva này rồi. Thì các bác nào muốn rõ hơn thì hãy đến cửa hàng em xem xe nhé. Hệ thống đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đó. Đây, cốp để đồ đây. Nói chung cũng rất là rộng rãi nhé, để rất là nhiều đồ. Đấy, màn hình âm thanh cực nét. Bây giờ em sẽ mở cái bộ phận khoang máy nhá. Khoang máy cho các bác cùng xem cái khoang máy của cái chiếc Captiva này. Đây là cái khoang máy của cái chiếc Captiva, một cái khoang máy rất là đẹp, khoang máy nguyên bản chưa hề có hiện tượng đụng độ nhá. Và rất là khô ráo đây. Xe không hề có hiện tượng là đâm đụng gì cả. Đấy, ngập nước không có nhá. Và xe hoàn toàn nguyên bản, xe rất là đẹp. Không đâm đụng thì em bảo là không nhá, các bác hoàn toàn yên tâm, có thể test mà. Đó, một cái hệ thống máy móc rất là khô ráo, rất là sạch sẽ, máy chưa hề ra. Đó, cái con ốc còn nguyên nhá, con ốc còn nguyên của nhà sản xuất. Và bây giờ em sẽ lổ máy cho các bác xem nhá.
Đó, ờ, đây là cái máy móc của cái chiếc xe Captivan. Nói chung là rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng. Các bác đừng quên đăng ký kênh nhé, like kênh, chia sẻ kênh giúp em. Và bật nút chuông thông báo để theo dõi những cái mẫu xe em cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. À vâng, vừa em Loan Kinh Môn Hải Dương đã quay cho các bác xem một cái mẫu xe Chevrolet Captivan dòng SU 7 chỗ, phiên bản số sàn máy xăng, sản xuất năm 2008, với giá bán là 260 triệu đồng. Và xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Gặp em Loan 0976081699. Và em chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và đăng ký kênh, like kênh, chia sẻ cho kênh giúp em nhé. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo.